mệt quá. Cha, lại đây quay video với con nè. Bây giờ mình sẽ đọc sách dạy cha còn làm giàu. Bây giờ các bạn nhớ nghe nhé. À, để tụi mình, để mình đi lấy sách cái nè. Ok cô dê. Đây có dừng không? Đẹp. Ai, để chút nó nghe. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đọc thôi nha. Ok, để mình đọc từ đời. Để con làm giàu để không có tiền, dám tạo ra tiền. À, một lúc các bạn thôi, không cởi. Thôi, lời giới thiệu cho giàu cho nghèo. Tôi có hai người cha, một người giàu và một người nghèo. Một một người cha ruột và một người cha nuôi. Cha cũng mai bạc tôi. Cha ruột tôi đã có bằng nhạc sĩ, còn người cha nuôi thì thạc sĩ. Thạc sĩ. Còn cha nuôi thì chưa học hết lớp 8. Nhưng cả hai người đều thành công xong trong sự nghiệp và có ảnh hưởng đến người khác. Cả hai đều khuyên bảo tôi rất nhiều điều, nhưng mỗi lời khuyên đó không giống nhau. Cả hai đều tin tưởng mãnh liệt vào sự học, nhưng lại khuyên tôi những khóa học khác nhau. Nếu tôi có một người cha, tôi sẽ chấp nhận và hoặc phản đối ý kiến của ông. Có hai người cha dạy bảo, tôi thấy được những quan điểm trái ngược nhau, một người giàu và một người nghèo. Và thay vì chỉ đơn giản chấp nhận một người nghèo và thay vì thấy gì gì ta mình không thấy trời ơi cha đâu làm biết gì đâu. Thay vì đơn giản chấp nhận hay phản đối người này hai người kia, tôi đã cố suy nghĩ nhiều hơn, so sánh và lựa chọn cho chính mình. Ai mười ba các bạn. Cả hai người cha của tôi khi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp đều phải đấu tranh với chuyện tiền nong, nhưng cả hai những quan điểm khác nhau về vấn đề tiền bạc. Ví dụ cha ruột tôi thường nói tham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu. Còn cha nuôi của tôi bảo rằng khiếu khốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu. Những sự khác nhau trong quan điểm của họ, nhất là khi cách đến tiền bạc, khiến tôi trở nên tò mò và bắt đầu suy nghĩ. Chỉ có hai người cha đầy ảnh hưởng, tôi đã mắc cái quá. Vì có hai người cha đầy ảnh hưởng, tôi đã học từ cả hai người. Tôi suy nghĩ về lời khuyên của mỗi người và nhờ vậy, tôi có một điều biết sâu sắc về quyền lực và tác động của suy nghĩ nên cuộc sống của con người. Như thế nào? Ví dụ, cha ruột tôi thường nói, tôi không thể mua vật đó. Còn cha nuôi thì cấm tôi nói như vậy. Ông muốn tôi nói làm thế nào để mua được vật đó? Một bên là câu khẳng định, còn bên kia là câu hỏi. Một bên khiến bạn rũ bỏ trắc nghiệm, còn bên kia buộc bạn phải suy nghĩ. Cả hai người tôi có những quan điểm cực kỳ khác biệt. Chẳng hạn, một người bảo
phải học cho giỏi thì mới làm việc ở công ty tốt. Người kia bảo, học giỏi thì mới mua được những công ty tốt. Một người tin rằng ngôi nhà là số đầu tư nhiều nhất và là tài sản lớn nhất của chúng ta. Người kia lại bảo, ngôi nhà cũng là khoản tiền phải trả. Và nếu ngôi nhà là khoản đầu tư lớn. Một người vật lộn để tiết kiệm từng đồng một. Người kia chỉ một việc đơn giản là đầu tư. Cả hai người đều trả tiền hóa đơn đúng thời hạn. Nhưng một người luôn trả đầu tiên, còn người kia luôn trả sau cùng. Một người vật lộn để tiết kiệm từng đồng một. Người kia chỉ làm một việc đơn giản là đầu tư. Một người dạy tôi cách viết lá đơn xin việc thế nào cho ấn tượng để có thể tìm việc tôi làm tốt. Người kia dạy tôi cách viết một dự án kinh doanh tài chính thế nào để có thể tạo ra công việc. Huấn luyện bởi hai người cha, tôi có thể tác động của những suy nghĩ khác nhau lên cuộc sống của con người. Tôi thấy người ta thật sự định hình cuộc sống của họ qua suy nghĩ của chính họ. Ví dụ, người cha nghèo của tôi luôn phàn nàn, tôi sẽ không bao giờ giàu lên nổi. Và lời tuyên đáng đó đã trở thành sự thật. Ngược lại, người cha giàu của tôi luôn nói những câu đại loại như tôi là một người giàu mà người giàu thì không biết làm những việc đó. Ngay cả khi ông gặp thất bại thảm hại sau một cuộc đầu tư lớn không thành, ông vẫn nghĩ mình là người giàu. Ông nói có khác biệt giữa nghèo nàn và phá sản. Phá sản chỉ là tạm thời, nhưng nghèo thì vĩnh viễn. Những quyền lực suy nghĩ không thể đo hay đánh giá được, nhưng đó đều hiển nhiên mà tôi nhận thức được ngay từ khi còn nhỏ. Tôi thấy rằng người cha nghèo không phải nghèo vì số tiền của ông kiếm được, mà vì những suy nghĩ và hành động của ông. Dù cả hai người cha của tôi đều rất tôn trọng vào việc giáo dục và học hỏi, nhưng họ lại bất đồng về việc học cái gì là quan trọng. Một người muốn tôi học hành chăm chỉ, có khứ hạng chuyên môn cao để làm việc tốt, kiếm được nhiều tiền. Người kia khuyến khích tôi học để trở nên giàu có, để hiểu tiền bạc làm việc thế nào và học cách bắt tiền bạc phải làm việc cho mình. Ông thường nhắc đi nhắc lại, tôi không làm gì tiền, tiền bạc làm việc vì tôi. Năm lên 9 tuổi, tôi quyết định nghe theo và học hỏi từ cha giàu về vấn đề tiền bạc, vì lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi nên bài học cha nuôi của tôi dạy rất đơn giản. Thực ra tất cả chỉ có 6 bài lặp đi lặp lại. Và quyển sách này nói về 6 bài học đó, cũng theo thứ tự đơn giản như cha nuôi tôi dạy tôi. Những người học là những lời dẫn giúp bạn cái con cái bạn giàu trở nên giàu có hơn. Bất kể điều gì sẽ xảy ra, một thế giới không chắc chắn đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Chương 1, bài học số 1, người giàu không làm việc vì tiền. Người nghèo và tầng lớp trung lưu làm vì tiền bạc, người giàu buộc
làm buộc tiền bạc làm việc cho mình. Bài học bắt đầu. Ta sẽ trả con các cho các con 10 xu một giờ. Ngay cả năm 1956, 10 xu một giờ cũng là quá thấp. Buổi sáng hôm ấy, cha của Mai hẹn tôi và nói lúc và nó lúc nấu lúc 8 giờ vì chủ một kho hàng, một công ty xây dựng một số cửa hiệu và ba quán ăn nên ông rất bận rộn. Chúng tôi đến cha Mai nói chuyện điện thoại, chúng tôi phải chờ ngồi chờ ông ở băng ghế hiên sau cùng với hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên làm nhiệm vụ quản lý nhà hàng và coi kho cho cha của Mai. Hai đứa tôi đã chờ rất lâu rồi, tôi cảm thấy mình bắt đầu hết mất hết kiên nhẫn. Hình lình cha Mai xuất hiện, Mai và tôi giật mình đứng lên. Sẵn sàng học chưa các con? Cha Mai hỏi, kéo một cái ghế ngồi với chúng tôi. Tôi và Mai cùng gật đầu. Tốt, cha sẽ dạy cho các con, nhưng không phải theo kiểu trong lớp học. Nếu các con làm việc cho cha, cha sẽ dạy các con thành cách làm giàu. Nếu không, cha sẽ không dạy. Khi đấy đồng ý hay không là tùy các con. Con có hỏi, khởi hỏi vài câu được không? Tôi hỏi. Không. Chịu hay không chịu khởi khôi, cha có quá nhiều việc. Phải không khởi lãng phí thời gian được. Nếu con không khởi dễ quyết định dứt khoát, con học kiếm tiền được đâu. Cơ hội đến rồi đi. Biết được khi nào cần quyết định là một kỹ năng quan trọng. Con có cơ hội mà con đang cần. Lớp học sẽ bắt đầu hoặc kết thúc trong 10 giây nữa. Cha của Mai nói cùng với một nụ cười. Con chịu, tôi và Mai cùng đáp. Tốt, cha Mai nói. Các con sẽ làm việc với bà Martin. Cha sẽ... Martin! Cha trả các con 10 xu một giờ. Các con phải làm việc 3 tiếng đồng hồ mỗi thứ bảy. Nhưng hôm nay con có một trận bóng chày, tôi nói. Cha Mai trầm trọng nghiêm khắc, làm hay không? Làm nào? Con làm ạ, tôi trả lời quyết định. Làm việc học hỏi hay gì đi chơi bóng? Cha Mai trầm trọng nghiêm khắc, làm hay không làm nào? Con làm ạ, tôi trả lời quyết định làm việc và học hỏi hay gì đi chơi bóng. 30 xu sau đó, bà đốc công Martin bắt chúng tôi làm việc không ngơi tay. Trong 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi phải khiêng những thùng hàng hóa trên cởi xuống, phải sạch bụi bằng một cây chổi lông gà. Sau đó sắp xếp lại chúng bằng chúng một cách gọn gàng. Đó quả là công việc chán ngấy vì những cánh cửa của cửa hàng luôn mở rộng ra đường và bãi đậu xe. Mỗi lần có một chiếc xe đi ngang hay chạy vào bãi, bụi mù tràn ngập cửa hàng suốt 3 tuần đập lộn. Mai và tôi đến làm việc chỗ bà Martin trong 3 giờ mỗi thứ bảy vào buổi trưa. Khi công việc kết thúc, bà trả cho mỗi đứa 30 xu. Từ những năm 1950, đối với một đứa bé 9 tuổi thì 30 xu chẳng nhiều nhận gì. Một quyển truyện tranh cũng đã mất 10 xu rồi. Vì vậy sau khi được trả tiền, tôi chỉ mua chuyện rồi đi về nhà. Vào ngày thứ tư của tuần thứ tư, tôi quyết định nghỉ việc. Tôi muốn được cha làm Mai của Mai
dạy cách làm giàu chứ đâu có muốn thành tên nô lệ của 10 xu một giờ. Cái gì không? Cái gì không? Đó các bạn, cái màu da này là cái gì đó? Da này, đây chính là cái tay mình. Ủa, màu da này là gì? À, cuốn sách. Rồi bây giờ mình mới biết nó là cái cuốn sách đó. Rồi. Ừ, đến đâu rồi ta? Trên hết kể từ ngày thứ bảy đầu tiên đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy. Vào giờ ăn trưa ở căng tin trường, tôi nói với Mai, tớ bỏ việc thôi. Mai mỉm cười. Tôi giận dữ nói, cậu cười cái gì chứ? Cha tớ nói rằng cậu sẽ xin nghỉ. Cha nói trước khi nghỉ việc, cậu hãy đến gặp ông ấy. Tôi phản nộ. Phẫn nộ, ai biết đọc cái chữ phản hay chữ phẫn đâu. Có khi chữ phân. Chữ phân thêm chữ ngã. Cái gì khế ra cha cậu đang xem tớ chán việc à? Cũng gần như vậy. Cái vậy của cha tớ khác với cha cậu. Cha cậu nói lý khiếp nhiều, còn cha tớ rất ít lời. Cậu cứ chờ đến thứ bảy này đi đã. Tớ sẽ nói với cha là cậu muốn nghỉ việc. Cậu muốn nói là mọi thứ đã dự liệu à? Không, không hẳn thế. Thứ bảy này cha sẽ giải thích cho cậu. Ngày thứ bảy xếp hạng. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cha Mai. Và tôi đã chuẩn bị trước, thậm chí cha ruột của tôi cũng nổi giận. Ông cho rằng cha của Mai đã phạm vi phạm luật lao động trẻ em và mọi việc phải làm cho rõ ràng. Ông bảo tôi phải đòi hỏi những gì đang dành cho mình ít nhất là 25 xu một giờ. Ông còn nói rằng nếu không được nâng lương thì tốt hơn là nghỉ việc. Và 8 giờ sáng thứ bảy ngày đó, tôi lại đứng trước cánh cửa văn phòng của cha Mai. Hãy ngồi chờ đến phiên mình nhé, cha Mai nói. Khi tôi bước vào, tôi e dè ngồi xuống bên hai cô nữ phụ nữ đang ngồi băng ghế bên ngoài văn phòng như 4 tuần trước. 45 phút trôi qua và đầu tôi gần như muốn bốc hỏa. Hai người phụ nữ đó đã đi gặp về cha Mai và đi ra 30 phút trước đó. Một người đàn ông lớn tuổi ở đấy khoảng 20 phút và cũng đã đi rồi. Ngoài nhà vắng lặng, cha của Mai vẫn mãi mê làm việc trong phòng. Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, đúng 9 giờ, cha của Mai mới gọi tôi vào gặp ông. Bác biết con muốn được tăng lương hoặc sẽ nghỉ việc. Người cha giàu vừa nói vừa xoay ghế. Bác đã làm không đúng. Người cha giàu vừa nói vừa xoay ghế. Bác đã không làm đúng khỏa thuận. Tôi nói mà gần như bật khóc, đúng kinh là kinh khủng. Một đứa bé 9 tuổi phải đối mặt với người lớn. Bác nói là bác sẽ dạy con, nếu con làm việc cho bác. Con đã làm việc rất chăm chỉ, bỏ cả những trận bóng chày để đến làm việc cho bác. Thế mà bác không giữ đời. Giữ lời. Mình đập lộn. Ta đập lộn rồi đó anh dì.
Tôi không biết, không nhớ. Đập đồ mày. Thèm quan tâm. Và đợi chút. Thế mà bác không giữ lời, bác chẳng dạy con gì cả. Điều gì cả, bác chỉ muốn có tiền mà không thèm quan tâm đến những người lao động. Bác bắt con chờ quá lâu và không tôn trọng. Mà không tôn trọng con chút nào cả. Con chỉ là một đứa trẻ và con cần được đối xử tốt hơn chứ. Tôi ấm ức tuôn ra một tràng. Người cha giàu chầm nhìn chầm chầm vào tôi rồi không khả nói không tệ. Trong vòng chưa đầy một tháng, con nói chuyện giống như hầu hết những người làm việc cho bác vậy. Sao cơ ạ? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Rồi nếu chẳng hiểu ông đang nói gì, tôi tiếp tục bất bình. Có nghĩ bác sẽ giữ đúng giao kèo và sẽ dạy con, nhưng thực ra bác chỉ muốn hành hạ con thôi. Bác vẫn đang dạy con đấy chứ? Người cha giàu bình khẳng nói. Dạy con ư? Thậm chí bác còn không buồn nói chuyện với con kể từ khi con đồng ý làm việc chỉ vì mấy xu lẻ này. 10 xu một giờ thôi đấy. Lẻ ra con phải báo với chính quyền về bác rồi. Bác biết mà, chúng ta có luật lao động trẻ em. Bác biết là cha con làm việc về chính quyền. Tôi la giận dữ. Úi chà, bây giờ thì con nói chuyện nghe như y như những người đã từng làm cho bác vậy. Những người đó hoặc bác cho nghỉ việc, họ sinh tự nghỉ rồi. Bác đã nói với con đã làm việc cho bác, nhưng bác không giữ lời. Bác không dạy con điều gì cả. Tôi nói dùng dạch, cảm thấy mình thật cam đảm. Sao con lại nghĩ bác không dạy gì con gì cả? Lý cha giàu hỏi lại. Tôi bĩu môi. Bác đâu nói chuyện với con đã làm việc bao tuần. Vậy mà bác chỉ dạy, chẳng dạy con gì cả. Vậy nghĩa là phải nói chuyện hoặc làm một bài diễn thuyết à? Dân ạ. Tôi về đặt trả lời. Đó là cách dạy ở trường, còn ngoài đời, ở đời thì rất khác. Người cha giàu mỉm cười. Đời sẽ chẳng hề nói gì với con mà chỉ xô đẩy con thôi. Khi cuộc đời xô đẩy con, nó muốn nói rằng dậy đi thôi, có một cái mới để học đây. Khi bị đời xô đẩy, một người bỏ cuộc, một người khác thì chiến đấu, còn một ít học cũng học những bài học và tiếp tục đi. Nếu con là loại người không chút can đảm nào, con sẽ bỏ cuộc một lần cuộc đời xô đẩy con. Sau đó, con sẽ sống một cuộc sống sao cho an toàn, cố tránh những việc không bao giờ xảy ra. Sau đó, con sẽ chết như một ông già tẻ nhạt. Nhưng sự thật, con đã để cho cuộc đời đẩy con bên bờ khắc phục. Gì? Có chữ đẩy thôi chứ có chữ xô đâu. Con đến bờ khắc phục. Tận đáy lòng con là nỗi kinh hoàng khi phải mạo hiểm. Con muốn chiến thắng nhưng nỗi lo sợ
Thất bại còn lớn hơn cả niềm vui chiến thắng. Con đã nói đã chọn sự an toàn mà. Tôi nhìn cha Mai một lúc lâu rồi bật hỏi. Khi ra bác đã xô đẩy con ư? Người cha giàu mỉm cười. Bác muốn con nếm thử chút mùi vị cuộc đời. Các con, những người đầu tiên, những người đầu tiên nghĩ bác dạy cách làm giàu, bác có hơn 150 nhân công, nhưng chẳng hỏi bác về điều đó cả. Họ hỏi bác về công việc, tiền lương mà không hề yêu cầu bác dạy về tiền bạc. Do đó hầu hết mọi người dùng những năm tháng tốt nhất trong đời để làm việc vì tiền mà thực sự không hiểu họ đang làm gì, cái gì cả. Tôi ngồi im lặng lắng nghe. Khi Mai nói bác muốn dạy cách làm giàu, bác quyết định thiết kế ra một khóa học thật gần với cuộc sống thực. Vì thế mà bác xô đẩy con một chút, khi đó con cảm điều bác nói. Chính vì vậy mà bác chỉ trả con 10 xu một giờ. Với bài học mà con được làm khi làm để có 10 xu một giờ là gì? Là bác quát keo kiệt và bộc lộ nhân công à? Bóc lột nhân công à? Tôi dặn lại. Người cha giàu bật cười thật to. Đừng để lỗi cho bác, và đừng nghĩ bác là nguồn gốc của mọi vấn đề. Vấn đề là ở chính bản thân con. Con mới có thể thay đổi chính mình một đợt cái gì đó trở nên khôn ngoan hơn. Hầu hết mọi người đều muốn người khác thay đổi, không muốn mình thay đổi. Khi không được như ý con, họ nghỉ việc và tìm một việc làm khác lương cao hơn, vì họ nghĩ rằng những điều đó giải được vấn đề. Nhưng con đã làm trong hầu hết mọi trường hợp thì không đâu. Thế cái gì dạng ý quyết vấn đề? Tôi hỏi. Tiếp tục làm việc với 10 xu một giờ cho cố vui ạ. Đó là điều người còn lại sẽ làm, chấp nhận tiền lương khắp dù họ gần gia đình mình sẽ gặp khó khăn về tài chính. Họ trông chờ được nâng lương hoặc làm thêm một công việc thứ hai, hy vọng rằng tiền sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi gầm bằng, nhìn xuống sàn, bắt đầu hiểu ra bài học mà người cha giàu đang nói với. Bài học số 1. Người nghèo làm việc vì tiền bạc, người giàu buộc làm tiền bạc vì mình. Tiền bạc làm việc vì mình. Người cha giàu tiếp tục giảng bài học đầu tiên cho tôi. Bác rất mừng khi con đã nổi giận vì phải làm việc 10 xu một giờ. Nếu con không tức giận và chấp nhận nó là một cách vui vẻ, bác sẽ không thể dạy con được. Cho con thấy đó, việc học thật sự phải mất công sức, phải có sự đam mê và khát khao cháy bỏng. Sự giận dữ là một phần lớn trong công thức đó. Vì niềm đam mê kết hợp của tình yêu và cơn giận. Khi nói đến tiền bạc, hầu hết mọi người đều muốn được an toàn và đảm bảo. Vì vậy không phải niềm đam mê mà chính sự e ngại sẽ hướng dẫn họ. Nhiều tiền chưa hẳn đã giải quyết được vấn đề. Hãy nhìn cha con mà xem, ông ấy làm ra nhiều tiền nhưng vẫn không thể trả hết các hóa đơn. Hầu hết mọi người được chỉ tiền chỉ mắc nợ nhiều hơn thôi. Nguyên do vì ở trường họ chẳng học về tiền bạc cả. Vì vậy
Họ tin rằng phải làm việc để kiếm tiền. Còn bác không nghĩ gì à? Không, không hẳn khế. Nếu con muốn học để làm việc gì tiền, hãy học ở trường. Còn nếu muốn học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình, bác có thể dạy con. Nhưng chỉ khi con thực sự muốn học mà thôi. Thế không phải mọi người đều muốn học hay sao? Không, vì học làm việc để có tiền thì đơn giản rất nhiều. Nhưng khi sự e ngại cảm giác đầu tiên khi nhắc đến tiền bạc. Con không hiểu, tôi nhăn mặt nói. Chính sự lo ngại là nguyên nhân khiến người ta phải làm việc. Họ lo không đủ tiền, lo bắt đầu lại từ đầu. Và cái giá của việc học một